âm nhạc luôn luôn là một trong những điều kỹ lưỡng nhất, một món quà mà chúng tôi Chắc Lọc và Chắc Chiêu dành tặng cho quý vị mỗi tuần. Hãy cùng đến với âm nhạc và người mang đến nó trong chương trình ngày hôm nay, Studio H9 hàng cuối tuần. Với cái cú sốc đầu tiên đó, bạn đã ứng phó với cuộc sống như thế nào? Sốc ở đây thì có nhiều kiểu sốc lắm anh. Showbiz mình thì nổi tiếng chiêu trò, nghề của mình là cái nghề mà chiêu trò nhiều nhất. Vượt qua cái rào cản đầu tiên là gia đình thì chúng ta sẽ phải làm gì? Đối với nhiều người thì nó là một sự không có nghe lời phụ huynh và giống là ích kỷ khi mà chỉ nghĩ cho cái mình muốn. Tôi là một người ngổ ngáo thì tôi là tôi, bạn nghĩ gì cũng được. Cá nhân tôi hôm nay cũng xin được rất là thẳng thắn nói rằng tôi không thích cái ý của câu đó. Đó chính là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Tôi không thích. Chính xác và những cái anh nói đều đúng. Đã là điều đúng thì nó luôn đúng. Quý vị thân mến, trong buổi tối cuối tuần lần này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những người bạn khá là thân thiết của Tùng ở ngoài đời. Và ngày hôm nay Tùng đã mời anh ấy đến đây để cùng uống, cùng trò chuyện và chia sẻ những bài hát hay với quý vị. Đó chính là ca sĩ Lê Thiện Hiếu. Dạ, em xin được chào anh Tùng Leo và xin chào các khán giả đang xem Studio H9. Mình là Lê Thiện Hiếu. Với cái chương trình này á, thì nó sẽ có những cái từ khóa dành cho em. Vâng. Nhưng mà trước khi mà đến với từ khóa thì đây là những cái dấu ấn của chương trình để lại với tất cả những vị khách mời. Đầu tiên là hãy cùng uống cái đã. Dạ. Cheers. Yo. Bây giờ sẽ là những câu hỏi nhanh dành cho bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Câu hỏi nhanh có nghĩa là không được suy nghĩ lâu nha. Câu hỏi nhanh dành cho Lê Thiện Hiếu bắt đầu. Một ca khúc đầu tiên mà Hiếu sáng tác cho bà em. Nhân dịp sinh nhật bà. Không có tên. Không có tên luôn. Rồi, ca khúc 2, nêu tên một ca khúc đặc biệt của Hiếu. Đặc biệt. Có một ca khúc đặc biệt là em viết cùng anh Phạm Trần Phương, bài Người đầu, người tóc bạc tình người đầu xanh, trong một cái dự án cộng đồng. Câu thứ 3, ca khúc được biết đến nhiều nhất tính thời điểm này của Hiếu. Không phải, chắc chắn rồi. Câu số 4, bạn mong muốn được hợp tác nhất với ai trong tương lai? Ai cũng được nha, đây là ước mơ. Em thì vẫn hay ước mơ được gặp Justin Bieber. Anh thấy là điều đó hoàn toàn hợp lý. Và câu cuối cùng, bạn đã có dự án sắp tới nào cho những sản phẩm của mình chưa? Em có đang ấp ủ một dự án viết về riêng cho các bạn gái. Thú vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những câu trả lời vừa rồi của Hiếu nha. Bài hát mà viết bởi hai người. Đó là một cái dự án cộng đồng nói về vấn nạn giao thông. Thì em với anh Phương có ngồi lại với nhau để viết cái bài Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bài này cũng khá người là... Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vâng. Cái giai điệu bài này nó cũng hơi màu, nó hơi tối tối, nó không hẳn là một sáng. Đây là một ca khúc hiếm hoi mà em kết hợp cùng anh Phương để cho ra để phục vụ cho, không phục vụ mà để làm cái dự án cộng đồng này. Tôi hy vọng là nó sẽ là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang tham gia giao thông nhưng mà với một cái tinh thần chưa được cảnh giác, chưa được nghiêm túc cho lắm, đúng không? Tại sao bạn lại muốn kết hợp với lại Justin Bieber ha? Em thì có nghe nhạc Justin từ lúc còn cấp 2 đến bây giờ, là nghe từ thời mà album đầu tiên ra mắt là My World thì là rất là thích. Từ bài Baby, rồi One Time, rồi Lonely, thì đại thể là em rất là thích nhạc của Justin Bieber. Và đến bây giờ thì chàng trai này vẫn là rất là có một cái nền, có một cái âm nhạc riêng rất là phù hợp với đại tổng thể mọi người nghe trên thế giới. Thế những cái bài hát của bạn có bài nào mà nó bị ảnh hưởng bởi Justin không? Em cũng muốn bị ảnh hưởng lắm, không ảnh hưởng được. Tại vì là cái cách viết nhạc của em nó khác. Bây giờ với cả cái tiếng Việt của mình nó cũng khác. Mỗi một nốt đi với một dấu. Và khi mà sang tiếng Anh thì người ta hát lại kiểu khác. Thì em nghĩ là cũng không giống được. Và chúng ta sẽ nói về những sản phẩm tương lai cùng với dự án sắp tới của bạn. Dạ. Chia sẻ với mọi người đi. Thì cái dự án này em kỳ vọng là sẽ là một cái bước comeback cho mình. Thực sự là bùng nổ. Để không biết là có thể nào mà vượt qua được ông bà anh không thì em không dám nói trước, nhưng mà chỉ hy vọng là nó sẽ đem lại một cái hình ảnh nhất định, đánh dấu một cái hình ảnh nhất định cho em.
Rồi, à, mặc dù chỉ mới ở đầu chương trình thôi, nhưng mà tôi cùng với ekip của Studio H9 hàng cuối tuần chúc cho dự án của bạn sẽ thành công. Bởi vì tôi nhìn thấy ở trong dự án đó, đầu tiên hết là một tinh thần rất lạc quan của bạn. Và tôi nghĩ rằng là tất cả những người trẻ thì đang cần, rất cần lan tỏa cái sự lạc quan trong cuộc sống. Vừa rồi là phần làm nóng của chương trình thôi, chưa vào chính thức đâu, bây giờ mới là phần chính thức. À, từ khóa đầu tiên sẽ là từ khóa mà chúng tôi, những người làm chương trình sẽ nhìn vào bạn để đưa ra, thử xem là từ khóa gì quý vị nha. Những cú sốc. Thật ra thì tôi biết là bạn là người rất là lạc quan, nhưng để có sự lạc quan ngày hôm nay thì chắc là cũng đã đi qua một vài sóng gió. Và mặc dù tuổi bạn còn rất trẻ, và đối với những người lớn hơn, người ta sẽ nói rằng tuổi trẻ thì chưa gì đâu, tới giờ phút này thì những sóng gió của bạn đi qua nó vẫn chưa phải là những sóng gió lớn nhất của cuộc đời. Nhưng sóng gió bao giờ nó cũng có hai cái yếu tố đặc biệt. Yếu tố thứ nhất là tạo nên những cái đoạn cuộc đời không bao giờ quên, và thứ hai là tạo nên một bản lĩnh vững vàng, cứ mỗi lần sau lại được bồi đắp nhiều hơn như phù sa vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về những cú sốc đã đi qua cuộc sống của bạn. Bố em thực sự là đã buồn vì em rất là nhiều. Em đôi khi em cảm thấy là giống như là mình không có khiến bố cảm thấy hạnh phúc thực sự. Từ lúc mà em bắt đầu gọi là xác định được mình là ai, mình muốn gì, mình sẽ trở thành người như thế nào, là bố em đã không có, chưa có thực sự đồng cảm và thấu hiểu được cái nỗi niềm đấy của em. Thì lúc đấy là lúc mà hai bố con đã có một cái giống như là một cái chiến tranh lạnh kéo dài rất là lâu, bởi vì cả hai không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi thứ đã khác trước rồi. Mà nghĩ lại, nhớ lại cái thời đó thì em thấy là lúc đấy là, không biết là em dùng từ bất hiếu thì hơi quá, nhưng mà lúc đấy là em khiến bố buồn nhiều. Cái từ sốc ở đây chưa hẳn là buồn. Sốc nhiều khi nó lại là một cái niềm vui. Giống như bạn có một cái niềm vui được trở thành một cái con người đúng nghĩa là mình nhất. Với cái cú sốc đầu tiên đó, bạn đã ứng phó với cuộc sống như thế nào? Với riêng từ riêng cái việc em muốn là Lê Thiện Hiếu, thì cái lúc đấy là em thì chưa chắc đã sốc khi trở thành Lê Thiện Hiếu đâu, nhưng mà chính bạn bè của em, những người đồng hành cùng em ở Thái Nguyên đó, là mọi người sốc nhất. Và sau đấy là đến Sing My Song, thì thực sự là em cũng không có nghĩ là lại được như vậy. Em còn nhớ rất rõ là Sing My Song lên số đầu tiên là em lúc 10 giờ tối là hết chương trình, hết số đầu tiên, thì đến 10 rưỡi là đã có anh chị phóng viên gọi điện: alo em Hiếu à, cho anh bốc lịch phỏng vấn, mai em rảnh không? Em: dạ mai em rảnh, mai em rảnh cả ngày anh ạ. Thế là anh phóng viên là đã nhấc em đi ngay hôm sau luôn. Lúc này em không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó là một cú sốc quá lớn, bởi vì là em chưa được chuẩn bị tinh thần, hay là chưa được có một cái kinh nghiệm gì, hay là một cái khái niệm gì về cái chuyện là ứng phó như thế nào với cái chuyện sốc như thế xảy ra cả. Cái Facebook của em tăng follow là nó, tức là từ 1.000 mà sau một tuần là em lên đến 100.000. Wow. Mấy ngày sau đấy là em tắt điện thoại, không dám mở điện thoại lên, tại vì là notice nó, thông báo nó cứ lên ầm ầm ầm. Em bị, lúc đấy em bị stress. Em bị stress thực sự. Vậy là sau cái cú sốc đầu tiên, một cái sốc niềm vui là được trở thành chính mình và sống cuộc sống đã đời hơn, để cống hiến nhiều hơn, thì bạn cũng đã mở đầu cho tôi khi định hỏi bạn về cú sốc thứ hai. Đó chính là cú sốc ông bà anh. Tại sao tôi gọi đó là cú sốc ông bà anh? Là bởi vì ngay sau ca khúc đó, giống như bạn nói, mọi người chú ý bạn rất là nhiều. Tôi là một trong những người như thế. Khi mà tôi nhìn thấy bài hát, tôi nghe thấy bài hát, thì điều đầu tiên là tôi thấy ôi sao bài hát này nó quá hay. Nó đến từ một cái nội dung rất là đơn giản, rất là gần gũi, nhưng mà cái cách viết thì rất là dễ chịu và khiến cho người ta cảm thấy trong lòng rất là thoải mái khi nghe ca khúc của bạn. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Thì tôi cũng nằm trong một trong những người đã đóng góp vào cái số lượng tăng từ 1.000 đến 100.000 của bạn ở trên Facebook. Thì cái cú sốc này đã khiến cho bạn phải tắt điện thoại đi sau 3 ngày ầm ĩ. Bạn chưa quen với việc mình nổi tiếng nhanh à? Vâng, thực sự là em không có một nghĩ là mình sẽ nổi tiếng cơ. Tại vì là lúc mà em đi thi casting đó, là em thi casting lần 2, là lần 1 đã xong rồi, thì casting thêm lần 2. Và em chỉ nghĩ là mình được thì mình được đi vào Hồ Chí Minh du lịch khoảng 2-3 ngày. Thế sau đấy thôi đi về cũng được. Chứ bây giờ làm gì ra số tiền 3 triệu để mua vé khứ hồi đi xuống Hồ Chí Minh bây giờ. Hồi đấy em làm lương tháng được có
chưa đến 3 triệu là đi hát nhiều lắm, chưa đến 3 triệu. Thế lúc đấy em nghĩ là thôi, được đi du lịch miễn phí là tốt rồi, thì cứ đi thôi, không có biết một cái gì hết. Và đến khi mà em lên sân khấu, thậm chí khi em lên sân khấu là vẫn còn rất là run và rất là lo. Nên là mọi thứ nó quá sức tưởng tượng của em thực sự. Rất là nhiều người trong tình cảnh giống như bạn thì họ sẽ rất là vui, bởi vì ai cũng rất là thích được nổi tiếng, được nhiều người biết đến, được nhiều người nhắc đến, được nhiều người liên lạc. Nhưng tại sao bạn lại bị sốc? Em thực sự em sống cũng khá khép kín ấy, không phải là quá là open. Tại vì là ở Thái Nguyên thì em cũng có ít bạn, không có nhiều. Vào đến trong này thi thì em cũng ít bạn nữa. Nên là một người mà không có nhiều bạn thì khi mà có quá nhiều người tìm đến mình và ập đến mình thì sẽ bị ngộp. Đấy là cái cảm giác của em khi mà chuyện nó xảy ra. Sau khi bạn ngộp xong thì bạn quyết định là mình sẽ ứng phó với việc nổi tiếng này như thế nào? Em cứ để nó xảy ra tự nhiên bình thường thôi. Lúc đấy em cũng hơi gà mờ, không biết là bởi vì thường thường ấy, đăng mỗi một cái hình lên Facebook hay là khi mà bạn đã nổi tiếng rồi là Facebook hình ảnh là phải trau chuốt, rồi là phải góc này góc kia, rồi là phải đầu tư một chút clip các thứ cũng phải được kiểm duyệt là nội dung có hay không. Em thì không biết những chuyện đấy. Em chụp cái tấm hình mà giống như là nó không có được dư người nổi tiếng và đấy là một cái em thấy cũng là những cái rất là kỷ niệm, rất là vui vui. Đến bây giờ mới bắt đầu thay đổi. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là quan điểm về sự nổi tiếng thôi. Tuy nhiên, câu chuyện ngày hôm nay tới giờ phút này, tại sao Tùng hỏi nhiều về chuyện cú sốc sau ông bà anh đến thế, là bởi vì Tùng tin rằng là câu chuyện này sẽ một lần nữa hung đúc và giúp cho những bạn trẻ đang có giấc mơ đi theo con đường nghệ thuật sẽ cố gắng nhiều hơn. Bởi vì một cú ăn ngay không phải ai cũng làm được, nhưng mà đó chính là một trong những cái duyên trời của những người làm nghệ thuật. Nếu như ai cũng được như Lê Thiện Hiếu thì chắc chắn là chúng ta sẽ càng vui hơn, không phải vì họ trở thành người nổi tiếng, mà vui hơn là bởi vì họ đóng góp được những cái tác phẩm hay cho cuộc sống. Nhưng thông thường cái người mà một cú ăn ngay á là thường là sau đó tắt sớm lắm. Bởi vì ở nước ngoài người ta có one hit wonder đó. Có nghĩa là chỉ đúng một lần vụt sáng, sáng dữ dội luôn, sau đó là cứ như vậy thôi, không có một cái tác phẩm nào vượt qua. Thì thật ra mà nói, tôi cũng rất là lo lắng điều đó cho Hiếu. Bởi vì tôi thấy là sau ông bà anh thì gần như là chưa có bài hát nào vượt qua được hết. Tuy nhiên là những bài hát sau của bạn thì vẫn là những bài hát hay và vẫn được mọi người đón nhận. Đặc biệt là gần đây thì tôi rất là thích Tội Gì Phải Cưới. Rất là dễ thương. Thực ra ngay sau ông bà anh là em đã dính phải scandal đầu tiên trong cuộc đời. Đó là liên quan đến vấn đề bài hát. Tức là em đã hát demo ca khúc này từ ở Thái Nguyên cho một cái anh nhạc sĩ. Thì khi bài demo này được tung ra với cái giọng hát của em trên cái bài demo đấy là em có up lên SoundCloud. Thì sau đó có một anh ca sĩ khác mua bài hát đó, mua bản quyền. Nhưng vô tình là khi ông bà anh lên sóng thì cái bài hát demo này lại được lan truyền quá nhanh. Mọi người khai thác những ca khúc mà do em thể hiện quá nhanh và lan truyền quá nhanh, nên là cái anh ca sĩ mua độc quyền đã không thể nào mà release bài hát được nữa. Và release nhưng mà nó không thực sự hiệu quả. Và đến khi đấy là em dính scandal đầu tiên liên quan đến ca khúc này. Thì cũng lúc đấy cũng khá là choáng ngợp, bởi vì là giống như là em không hiểu tại sao mình giúp đỡ một người anh ở Thái Nguyên mà cuối cùng mình lại dính vào cái trường hợp như vậy, là làm hại một người khác. Và em không hoàn toàn không có ý làm hại ai hết. Thì lúc đấy cái việc em xử lý truyền thông em cũng rất là bỡ ngỡ, em không biết làm gì hết. Rồi báo chí khi đó cũng lên rất là nhiều bài về cái chuyện đó. Và đấy là một cái kỷ niệm mà em nhớ nhất, là cũng là cái scandal đầu tiên mà em gặp trong sự nghiệp của mình đến bây giờ. Ai đã giúp bạn xử lý truyền thông vào lúc đó? Có một người anh cũng thuộc công ty lúc bấy giờ tổ chức Sing Hay Song ấy, thì anh ấy có giúp đứng ra giúp đỡ em. Và sau đấy thì em cũng có lên một cái status để đính chính lại sự việc. Thì mọi thứ từ đấy nó cũng xuôi dần. Và sau đấy thì những thứ tiêu cực về nghề ấy, thì thực sự bản thân em không có nhìn vào những thứ tiêu cực, mà em cố gắng nhìn những thứ nó tích cực. Bởi vì nghề thì nghề nào cũng tiêu cực cả. Cũng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nghề mỗi cành. Nên là em nghĩ là thôi thì mình đã vui và hạnh phúc hơn người khác là vì mình được làm nghề mình thích. Còn những thứ tiêu cực ở trong đó, nhiều người, rất là nhiều lời đồn, rất là nhiều thứ không hay về showbiz, ai cũng nói cả. Từ dư luận đến mọi người trong nghề cũng nói về nhau vậy. Nhưng mà em nghĩ là những thứ tiêu cực thì mình không nên nghĩ đến.
tôi cũng rất là đồng tình với bạn là đã sống thì phải tích cực, là bởi vì nếu mình không tích cực thì mình cũng chả biết bám víu vào đâu để mà tin tưởng, để mà yêu thương cả. Câu hỏi cuối cùng ở phần này đó chính là, chúng ta đã nói về quá khứ với những cú sốc đã đi qua, vậy thì trong tương lai bạn có định tạo ra một cú sốc nào không? Bởi vì rất là nhiều nghệ sĩ quyết định tạo nên dấu ấn nghề nghiệp bằng những cái việc tạo ra cú sốc. Có thể là một cú sốc tích cực, hoặc là tôi không biết. Sốc ở đây thì có nhiều kiểu sốc lắm anh. Showbiz mình thì nổi tiếng chiêu trò. Nghề của mình là cái nghề mà chiêu trò nhiều nhất. Ai cũng có thể chiêu trò được hết. Nhưng mà em thì không có nghĩ đến việc là mình phải chiêu trò gì để gây sốc hết. Hiện tại là như vậy. Tương lai thì không dám nói trước nhá. Tương lai thì ai mà biết được, nhưng mà em thì vẫn cố gắng giữ mình là không chiêu trò, mà em sẽ chỉ gây sốc từ âm nhạc thôi. Từ chủ đề bài hát, từ cách viết. Quan trọng nhất em vẫn để ý đến là cái chủ đề bài hát của em nó nói về cái gì. Và mỗi một bài hát em viết ra nó có một cái chủ đề như vậy, và em chỉ kỳ vọng nó sẽ có một cái cú hích up, gọi là đẩy cái tinh thần của mọi người lên chứ không kéo xuống. Thì đấy là cái mà em luôn kỳ vọng, và cái sốc mà em kỳ vọng nhất là kỳ vọng vào cái bài hát của mình. Tôi sẽ chờ đợi, bởi vì tôi tin vào điều đó. Cứ mỗi một bài hát bạn mang ra cho chúng tôi nghe thì bao giờ cũng gây sốc đầu tiên bởi chính cái cách chọn đề tài của bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, là một trò chơi nho nhỏ. Bây giờ sẽ là trò chơi dành cho Lê Thiện Hiếu và cả tôi nữa. Hôm nay trò chơi sẽ được mang tên là nghe nhạc đoán bài hát. Nhưng cái điều đặc biệt đó là chúng ta nghe một bài mà tôi đoán một bài khác. Nghĩa là bây giờ sẽ luân phiên nhau, tôi và Hiếu sẽ đeo tai nghe vào. Trong lúc đó chúng ta đang nghe một bài hát khác. Ở ngoài này thì các anh chị trong ban biên tập sẽ mở một bài hát khác. Xong rồi cái người mà không đeo tai nghe sẽ diễn tả để cho cái người đang đeo tai nghe phải đoán được cái bài ở ngoài là bài gì. Ok chưa? Có rất là nhiều cách để diễn tả, có thể là diễn tả theo kiểu là mô phỏng lại cái người hát, hoặc là mô phỏng lại cái tên của bài hát, miễn sao đoán được thôi. Trời ơi. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Quên nhảy sao rồi. Open Gangnam Style. Vip. Ga. Ga nhảy. Quên luôn cái bài này nhảy sao. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời em có xe hơi. Bài của em. Bà anh đi dạo. Ông bà anh. Sao? Hoàn thành xuất sắc. Dàn cái này. Ôi, yeah. Rồi, tới phiên anh. Justin Bieber. Justin Bieber. Baby. Baby. Thế à, xong à?
Baby. Đúng rồi anh ơi. Ok, baby baby baby. Ồ vào. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một ai. Bên nhau hay thôi, chỉ mỗi lời yêu không ai. Bích Phương. Ca sĩ Bích Phương. Bích Phương. Yêu. Yêu. Cái gì đấy, cái này là cái gì? Yêu hay không yêu? Nói một lời. À, mùa yêu. Yeah. Em trả bài quá chuẩn. Được quá, ban tổ chức đã hoàn thành thua hai anh em chúng ta. Bây giờ vẫn sẽ là một từ khóa để chúng ta lắng nghe được quan điểm của Hiếu và cũng như quan điểm của quý vị khi quý vị có thể tương tác với fanpage của chương trình. Đó là chính mình. Đây là một trong những cụm từ mà giới trẻ rất thích và tôi thấy là không hẳn chỉ là giới trẻ mà hầu như ai cũng thích. Đặc biệt là nó đã trở thành chiến dịch truyền thông của rất là nhiều nhãn hàng. Luôn luôn kêu gọi người trẻ hãy là chính mình. Đầu tiên khi mà nhìn thấy cụm từ này thì bạn nghĩ gì? Em nghĩ đây là một điều khá là khó khăn và vất vả. Bởi vì đấy là cái em đã trải qua nên cái việc là chính mình với em nó là một điều khó và vất vả. Còn với nhiều người đôi khi nó không quá khó như vậy. Còn với em thì nó là khó bởi vì không dễ để được là chính mình. Không dễ để được làm những cái mình muốn và được hạnh phúc theo cách mà mình muốn. Và không dễ để thuyết phục được mọi người tin vào cái điều mình làm là việc tốt cho mình và tốt cho gia đình của mình. Bởi vì không ai nghĩ là một cái đi ngược lại dòng chảy nó lại là một điều tốt đẹp. Chính vì rất khó khăn và vất vả cho nên bạn thấu hiểu được cái ham muốn, cái khát khao được là chính mình của giới trẻ. Khi mà các bạn trẻ nói lên cái cụm từ này thì bao giờ họ cũng gặp rào cản, đầu tiên là gia đình. Đúng. Sau đó là đến nhà trường và xã hội với rất là nhiều những quan điểm khác nhau. Vậy thì những bạn trẻ đang theo dõi chương trình này rất là muốn Hiếu chia sẻ là để vượt qua cái rào cản đầu tiên là gia đình thì chúng ta sẽ phải làm gì? Đối với cái kinh nghiệm của em, không nói mọi người, thì để gia đình hiểu được nó là một cái, thực sự lúc bấy giờ với em nó là một cái khá là khó. Tại vì mình nói mấy, bởi vì trong mắt phụ huynh em luôn là một đứa con nít. Và trong mắt bố mẹ thì tất cả con cái đều là những đứa rất là còn bé bỏng, không có hiểu gì về sự đời hết. Thì luôn luôn là như vậy, dù là mình có 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi vẫn là vậy. Thì đấy là cái mà em đã nghĩ là thôi khó lắm, không làm được nổi. Thì em cứ âm thầm em làm và em không nói ai hết. Đấy là một cái mà em nghĩ là đối với nhiều người thì đấy là một sự không có nghe lời phụ huynh và giống là ích kỷ khi mà chỉ nghĩ cho cái mình muốn mà không quan tâm đến phụ huynh nói gì hay là muốn gì, nghĩ gì. Nhưng với em thì đấy là một cái nghĩ cho bố em, bởi vì nếu em quá là gay gắt hành động và lời nói thì bố em lại càng buồn thêm. Nên là em vẫn âm thầm em làm, nhưng mà cố gắng là làm những điều nó không sai trái. Vì em tin vào những điều đúng đắn, đã là điều đúng thì nó luôn đúng. Và miễn là nó không sai thì em nghĩ là bố em vẫn sẽ đến một ngày sẽ chấp nhận mình. Đa số mọi người ở trong cái giai đoạn trẻ đều luôn luôn nghĩ là mình đang phải sống theo mong muốn của một người khác. Ví dụ như mong muốn của gia đình, mong muốn của xã hội, mong muốn của nhà trường, chứ chưa phải là ý muốn riêng của mình. Theo bạn á, là có nên dũng cảm để bước ra khỏi cái rào cản đó không? Hay là vẫn cứ sống theo ý của mọi người đi để trở thành một công dân tốt, một đứa con ngoan, một học trò dễ thương? Nếu như em nói là cứ bước ra đi đừng sợ gì thì sẽ rất là khó. Để bản thân em, nếu là một người teenager, một người thiếu niên, thì khi mà cứ bước ra đi đừng sợ gì sẽ mỗi một câu nói, mỗi một lứa tuổi nó sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau. Giống như là hãy sống vì mình đi, với một em khoảng 11-12 tuổi sẽ nghĩ là sống vì mình là tôi phải có được những thứ tôi muốn. Tôi phải được làm những điều tôi muốn. Tôi phải được đi chơi đêm. Tôi muốn đi chơi đêm, tôi phải được đi chơi đêm chẳng hạn. Thì đấy là một cái mà em nghĩ là với mỗi một lứa tuổi thì cái cụm từ này lại được suy nghĩ theo một cách khác nhau. Thì với em thì là chính mình nó lại là một cái khác. Nhưng mà với chương trình mình nói với những bạn thiếu niên đang xem
lại là một cái cách nghĩ khác. Nên nghĩ là chính mình, miễn là mọi người được làm điều mình thích, được hạnh phúc, và đặc biệt là phải biết mình muốn gì, thì mình mới đi được đúng đắn cái con đường mà mình muốn trở thành người mà mình gọi là chính mình. Rất là cảm ơn cái quan điểm của Hiếu, bởi vì ngay sau đây tôi sẽ đưa ra một trong những cái câu vào cái thời mà tôi sống, hay nói đúng hơn là vào cái thời mà 9X bắt đầu lớn lên, thì câu này rất là nổi tiếng, đó là hãy là chính mình, tôi là chính tôi dù bạn nghĩ gì. Và rất là nhiều người thích cái câu đó. Bởi vì tôi là chính tôi dù bạn nghĩ gì cũng được hết. Tôi cứ là tôi thôi. Tôi là một người ngổ ngáo thì tôi là tôi, bạn nghĩ gì cũng được. Cái việc ca ngợi cá tính riêng của con người càng ngày càng nhiều bằng truyền thông đã khiến cho xã hội phải chịu đựng một thế hệ trẻ không biết nghĩ đến cái chung. Bạn nghĩ gì về câu tôi là chính tôi dù bạn nghĩ gì? Chính xác, và những cái anh nói đều đúng. Khi mà có rất là nhiều cái cụm từ nói về việc tôi là chính tôi, rồi you only live once, YOLO, bạn chỉ sống một lần, rất là nhiều, em cũng liệt kê ra thì rất là nhiều. Nhưng mà hầu hết mọi người đều tôn vinh một cái là sống vì bản thân đầu tiên, và sống vì mình đầu tiên. Thì cái chữ vì mình này nó hiểu theo rất nhiều nghĩa. Và em vẫn thường hay nói mọi người là cứ mình hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc chẳng hạn. Thì đấy cũng là câu em vẫn nói. Thì với câu nói đấy thì em lại suy nghĩ là mình làm điều hạnh phúc nhưng tuyệt đối không làm những điều gây tổn hại đến người khác. Chính xác. Em luôn nhấn mạnh vào cái cụm từ sau đó, và ở bất kỳ đâu em cũng đều nói là hãy làm những gì mình thấy hạnh phúc nhưng không được tổn hại đến người khác. Và đấy là câu mà em thấy là hầu hết các cái slogan đều thiếu. Mà chỉ có một vế phía trước thôi. Chính xác. Thiếu cái vế trưởng thành của câu nói. Hay nói đúng hơn rằng là mọi người vẫn giống như Hiếu nói á, mọi người đang cố gắng ca ngợi nhau hãy sống theo ý muốn cá nhân của mình trước mà không để ý đến cái chung. Ngay cả một cái lời bài hát được rất là nhiều người thích, mà tôi, cá nhân tôi hôm nay cũng xin được rất là thẳng thắn nói rằng tôi không thích cái ý của câu đó. Đó chính là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Tôi không thích. Tôi không thích bất cứ một cái điều gì nó cứ phải là đưa cái tôi lên đầu tiên, đưa cái sự tự do cá nhân lên đầu tiên và không cần biết điều gì hết. Thì đối với những người như tôi, ở thế hệ của tôi, thì tôi nghĩ là nó không đúng. Nhưng tôi rất là muốn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của Hiếu như một cái đại diện của một cái thế hệ trẻ hơn. Dạ. Để xem tôi suy nghĩ có đúng hay không. Với thế hệ của em bây giờ lại là sau thế hệ của 2000 rồi. Các em 2000 bây giờ là đã là một thế hệ khác mà em chưa chắc đã hiểu được hết. Bởi vì các em được sống trong cái môi trường 4.0, lớn lên trong môi trường đấy thì là hoàn toàn khác với cái thế em vẫn còn chơi cái máy Nintendo, rồi vẫn còn chơi bắn bi, rồi trèo cây, hái hoa phượng. Đấy là hoàn toàn khác. Nên mà để mà nói với câu nói đấy thì các em 2000 hay là các em trẻ hơn cái thế hệ từ 2000 trở ra suy nghĩ gì thì em hoàn toàn không biết. Và đôi khi là mình không thể hiểu được hết. Nhưng mà cá nhân em, khi mà một người 9X cũng trẻ thì riêng cái câu hát đó với em lại nghĩ là sai ở đây là cứ thất bại đi. Còn sai trong mắt của các em trẻ hơn em thế hệ sau thì có khi lại là cứ chơi đi, cứ làm những điều sai đi, cứ biết nó sai mà vẫn cứ làm đi. Đúng. Thì lại là khác. Nên là cá nhân em thì em không khuyến khích cái việc chúng ta đặt cái tôi lên đầu tiên. Nhưng mà em khuyến khích việc nghĩ cho mình và nghĩ cho mọi người. Và luôn phải gắn với cái vế nghĩ cho mình trước, và phải phân tích xem những cái việc mình làm nó có tốt với mình và với mọi người hay không. Nếu tốt thì mình làm. Ai cũng nên yêu quý bản thân mình, cũng nên làm những điều mà mình mong muốn nhất, nhưng đừng bao giờ làm điều mình mong muốn cho mình mà làm tổn hại đến người khác. Đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn Hiếu đã cùng đến với tôi ngày hôm nay để đi qua những cung bậc khác nhau về những từ khóa, hát những bài hát vui, và đặc biệt là để thấy được một Lê Thiện Hiếu chân vương, mộc mạc nhưng rất chân thành. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đi là tình yêu, là sự tin tưởng, và hy vọng là anh cùng khán giả sẽ yêu thích ca khúc này. Chắc chắn rồi. Xin mời quý vị cùng đến với Đi yêu tình Lê Thiện Hiếu. Bao giờ dừng lại, bởi vì tôi hiểu thanh xuân này rất ngắn quá rồi, chẳng thể nào có lại lần hai. Cuộc đời là những chuyến đi, what? Vì cuộc đời là một thước phim lý kỳ, và tôi vẫn bước
không gì có thể ngăn cản bước chân tôi tiến về phía trước. Thanh xuân đi trôi thật mau, thanh xuân có dễ lấy lại đâu. Thanh xuân như ly trà sữa ta vẫn có thêm nhiều nữa. Đi xa và thanh xuân là không ai ở nhà, bởi vì ngoài kia là những miền đất mới mà có lẽ ta phải dành cả thời xuân này để bước qua. Ê, đi khi mái tóc còn xanh, đi 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 khi đôi chân còn nhanh, con tim này còn ước ước thì đôi chân này còn bước bước, con trẻ trẻ còn khỏe thì ta sợ gì phía trước. Right. Thanh xuân đi trôi thật mau, thanh xuân có dễ lấy lại đâu. Thanh xuân như ly trà sữa ta muốn có thêm nhiều nữa. Chương trình talk show của mình. Xin thưa là nếu bạn nào học thuộc lòng giỏi vô làm MC xin mời. Và cái yếu tố là tôi không chấp nhận. Đó, em mê mà em mơ ước được chơi lắm, lúc đó còn rất là bé. Tại sao phải là tình yêu mà không lao động bình thường? Lao động làm gì phải tình yêu, cứ làm đi. Như vậy là không biết cái phần này mình nếu mà chị Trác Thúy Miêu với anh Lập mà coi thì chấm bao nhiêu điểm. Nắng Sài Gòn ăn đi mà chớt mắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.